Cô chào tất cả các em. Ở bài trước các em đã tìm hiểu về nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Hôm nay cô và các em sẽ đi vào tìm hiểu về cái bài cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Trước tiên vào bài học thì cô sẽ dạy và có một cái câu hỏi nhỏ để kiểm tra lại kiến thức của các em. Thế nào là bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý? Các em sẽ đi vào cái gì khi nhớ ở cái bài trước các em nhé. Cô có những cái câu trắc nghiệm như thế này. Câu A là bài văn bàn về sự việc hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ. Câu B là bài văn bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo lý, lối sống của con người. Câu C là bài văn trình bày nhận xét đánh giá của mình về một tác phẩm cụ thể. Thì các em có ba câu trắc nghiệm, câu đúng là câu B ha. Chúng ta tiếp tục. Đây là cái nội dung của bài học hôm nay. Nhìn vào cái sơ đồ tư duy này các em có thể rất là khó nhìn thấy, nhưng mà chúng ta đây các em nè, đây là cái bài cách làm bài văn nghị luận về tư tưởng và đạo lý. Còn phần này là một la mã, là đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Và phần quan trọng đó là hai la mã, cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Ba la mã là chúng ta sẽ đi qua luyện tập ha. Còn những cái phần này là những cái ý nhỏ trong cái bài. Và tới từng phần thì cô sẽ chậm lại cho các em có thể quan sát, ghi chép. Chúng ta sẽ đi vào bài. Trước tiên các em sẽ đi vào cái phần là một la mã, đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Thì cái phần này thì các em đọc các cái đề sao? Đề này nó có trong sách giáo khoa các em. Chúng ta có từ 1 đến 10 cái đề. Đề 1, suy nghĩ từ truyện ngụ ngôn, đẻo cày giữa đường. Đề 2, đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đề 3, bàn về tranh giành và nhường nhịn. Đề 4, đức tính khiêm nhường. Đề 5, có chí thì nên. Đề 6, đức tính trung thực. Đề 7, tinh thần tự học. Đề 8, hút thuốc lá có hại. Đề 9, lòng biết ơn thầy cô giáo. Đề 10, suy nghĩ từ câu ca dao, công cha nương như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta có tất cả 10 đề, các em nhìn kỹ ha. Các đề này thì nó đều là đề bài về tư tưởng đạo lý, nhưng mà các em thấy là nó có một cái điểm khác nhau. Chúng ta sẽ đi vào cái điểm khác nhau đó. Về giống nhau thì đều là nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lý, còn khác nhau và chúng ta sẽ thấy là đề 1, đề 3, đề 10 là đề có mệnh đề, còn các đề còn lại là không có mệnh đề. Anh nói đúng hơn là không có yêu cầu của đề đó. Về tự ra đề, các em có thể là mỗi em tự cho một cái đề để chúng ta có thể hiểu thêm về cái đề bài nghị luận về tư tưởng đạo lý ha. Ở đây là những cái đề tham khảo mà cô có thể đưa ra cho các em. Dạng có mệnh đề và dạng không có mệnh đề. Dạng mệnh đề, cô sẽ cho các em tham khảo hai cái đề. Đề 1, bàn về chữ hiếu. Đề 2, nhận định về một câu danh ngôn. Còn đề không có mệnh đề. Đề 1 là lòng nhân ái. Đề 2 là đạo lý, lá lành đùm lá rách. Chúng ta tìm hiểu về đề bài sách giáo khoa ha. Và đây là cái kết luận của chúng ta. Đó là có hai dạng đề. Dạng đề có mệnh lệnh và dạng đề không có mệnh lệnh. Đi vào cái sơ đồ tư duy các em nhé. Đây là cái kết luận của tìm hiểu đề. Chúng ta sẽ tiếp tục qua cái phần 2. Đây là cái phần quan trọng và trọng tâm của cái bài này, là cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý. Chúng ta đã học cách làm bài nghị luận về sự việc hiện tượng đời sống. Vậy để làm bài nghị luận thì chúng ta trải qua mấy bước các em? Để tìm hiểu đề, theo các em chúng ta phải trả lời những câu hỏi nào? Rồi tri thức cần có ở loại đề này là những tri thức nào? Bước tiếp theo, sau tìm hiểu đề chúng ta sẽ làm gì? Vậy theo em,
để tìm ý chúng ta phải đặt những câu hỏi như thế nào. À, chúng ta có cái đề bài suy nghĩ về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Về tìm hiểu đề và tìm ý, thì trước tiên về phần tìm hiểu đề thì các em cần lưu ý, thứ nhất là xác định thể loại, hay nói đúng hơn là cái kiểu bài, cái kiểu bài của chúng ta đó là kiểu bài gì. Xác định nội dung, nghị luận về lòng biết ơn, chú ý tới cái từ suy nghĩ ha. Còn phần B tìm ý là đọc và trả lời câu hỏi để có ý cho bài văn. Cô gợi ý cho các em là câu tục ngữ có nghĩa đen nghĩa bóng như thế nào, câu tục ngữ thể hiện truyền thống đạo lý gì của người Việt Nam, ngày nay đạo lý ấy có ý nghĩa như thế nào. Thì ở đây chúng ta đi vào cái tìm hiểu đề như thế này, qua cái câu hỏi cô gợi ý thì chúng ta sẽ tìm được đó là về kiểu bài, nghị luận về vấn đề tư tưởng đạo lý ha. Và cái nội dung đó là nêu suy nghĩ về câu tục ngữ, đó là câu tục ngữ về uống nước nhớ nguồn. Rồi giải thích nghĩa đen, nghĩa đen uống nước nhớ nguồn là gì ha. Chúng ta có nghĩa đen, nước là thể lỏng mềm, linh hoạt rất cần thiết trong đời sống, nguồn là nơi bắt đầu của mọi dòng chảy. Chúng ta có nghĩa bóng, nghĩa bóng là nước là thành quả mà con người được hưởng gồm vật chất lẫn tinh thần. Nguồn là tổ tiên, tiền nhân, tiền bối, những người có công tạo dựng ra cái thành quả đó để chúng ta thừa hưởng. Cô sẽ chậm lại cho các em xem nha. Rồi cái phần giải thích này cô tới cái phần sau, cái phần lập dàn ý thì cô sẽ không nhắc lại nha. Ở đây về bài học, bài học rút ra từ cái câu tục ngữ đó là phải biết phát huy, giữ gìn, sáng tạo những thành quả đó, những thành quả mà chúng ta đã thừa hưởng, hay nói đúng hơn là phải gì, ngoài cái biết phát huy, giữ gìn, sáng tạo thì chúng ta còn phải biết ơn những người đã tạo ra thành quả đó các em ha. Đây là cái cách làm bài văn, thì chúng ta có 4 bước. Nãy giờ các em đã đi được một cái bước thứ nhất, đó là tìm hiểu đề và tìm ý. Tìm hiểu đề, tìm ý thì thứ nhất là các em phải xác định được thể loại, xác định được nội dung nghị luận. Thứ hai là các em đặt và trả lời các câu hỏi để tìm hiểu, tìm ý của bài văn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái bước thứ hai, đó là lập dàn bài, hay là còn gọi là lập dàn ý. Dàn ý thì chúng ta có hai cái loại dàn ý, đó là dàn ý đại cương và dàn ý chi tiết. Thì về bố cục của một cái bài văn nghị luận mà chúng ta đã học thì các em thấy là có mở bài, rồi có thân bài và kết bài. Đó là bố cục của một bài văn nghị luận. Trước tiên phần mở bài, các em sẽ giới thiệu câu tục ngữ và nêu lên tư tưởng chung của nó. Phần thân bài là chúng ta sẽ đi vào giải thích nghĩa của câu tục ngữ. Hồi nãy phần tìm ý thì các em đã tìm hiểu được nghĩa đen và nghĩa bóng của nó, rồi bài học rút ra. Rồi hai là các em nhận định đánh giá nội dung của câu tục ngữ. Thì câu tục ngữ này nó như thế nào, nó đúng, nó sai, rồi nó để lại những cái bài học triết lý cho chúng ta như thế nào. Thì các em có thể đi vào ha. Thứ nhất là các em khẳng định câu tục ngữ rồi là lời khuyên quý báu. Thứ hai, tác dụng của lời khuyên với cá nhân, gia đình và xã hội. Cái thứ ba, nội dung biểu hiện của lời khuyên trong xã hội hiện nay. Cái thứ tư, phơi phán những cái thái độ sai trái, vô ơn bạc nghĩa, hay nói đúng hơn là qua cầu rút ván, hay là ăn cháo đá bát nhân dân. Rất là nhiều phơi phán những cái người mà ngày nay là có một cái thái độ vô ơn đối với gì, đối với những người đã gì cho ta cái thành quả để chúng ta hưởng thụ. Kết bài là khẳng định truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, rồi nêu ra cái ý nghĩa của câu tục ngữ trong xã hội ngày nay. Thì đối với cái ý nghĩa của câu tục ngữ này, không chỉ nó có giá trị đối với gì ngày xưa, mà đối với cái xã hội ngày nay thì nó cũng rất là cần thiết.
để mỗi chút con người chúng ta sống tốt đẹp hơn. Đây là cái dạng ý, dạng ý đó là phần mở bài giới thiệu về tư tưởng nè, lập dạng ý giới thiệu về vấn đề tư tưởng, đạo lý cần bàn. Phần thân bài là giải thích, chứng minh, phân tích nội dung vấn đề tư tưởng đạo lý, rồi nhận định, đánh giá nội dung vấn đề tư tưởng đạo lý trong bối cảnh của cuộc sống riêng, cuộc sống chung. Phần kết bài là kết luận, tổng kết, nêu nhận thức mới, tỏ ý, học tập, khuyên bảo hoặc hành động. Đó là cái dạng ý của một cái, chúng ta rút ra cái dạng ý của bài nghị luận về tư tưởng đạo lý nha. Tiếp tục, sau khi tìm hiểu đề và tìm ý thì chúng ta sẽ làm dạng ý. Vậy từ dạng ý đại cương của sách giáo khoa các em, hãy lập dạng ý chi tiết theo nhóm. Chúng ta có nhóm 1 là mở bài, nhóm 2 là giải thích câu tục ngữ, nhóm 3 là đánh giá nhận xét, nhóm 4 là chúng ta sẽ viết làm cái kết bài. Thì gợi ý là giải thích những từ ngữ nào, câu tục ngữ nào nêu đạo lý gì, câu tục ngữ nhắc nhở những gì, câu tục ngữ khích lệ mọi người điều gì. Uống nước nhớ nguồn, đây là cái hình ảnh minh họa nha các em. Ở đây nó về cái cụ thể thì câu tục ngữ này nó có rất là nhiều giá trị. Ví dụ như là các em thấy là đây là một cái hình ảnh minh họa, một cái cô bé đang ngồi ăn uống. Ăn uống đó là mình đã thừa hưởng những cái thành quả mà người khác đã tạo cho mình. Ví dụ cái người nông dân họ lao động sản xuất ra cơm, ra gạo, ra cơm mà để cho chúng ta ăn, hoặc là rau quả, trái cây vân vân. Đó cũng là một cái việc mà chúng ta đã thừa hưởng cái thành quả, thì giống cái câu uống nước nhớ nguồn. Đây là cái hình ảnh minh họa các em. Bây giờ chúng ta sẽ lập dạng ý. Cô đã chia nhóm rồi, và đây là cái dạng ý mà chúng ta tham khảo ha. A là giới thiệu vấn đề cần nghị luận, B là giải thích câu tục ngữ, nghĩa đen, nghĩa bóng. Hồi nãy cô có phần tìm ý cô đã có nói sơ qua rồi. Nước là gì, nguồn là gì đó ha. Các em có thể là chúng ta sẽ giải thích, là cô nói là cô sẽ không nhắc lại. Câu hai, đánh giá nội dung câu tục ngữ, khẳng định câu tục ngữ là hoàn toàn đúng. Thì nãy cô cũng có nói đó là câu tục ngữ không những có đúng đắn hay là có giá trị khi nó ra đời, mà trải qua bao cái thời gian và đến ngày nay thì câu tục ngữ này nó vẫn có giá trị. Rồi xác lập luật điểm, tại sao phải có lòng biết ơn? Vì đó là đạo lý làm người, đó là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam ta, cơ sở để xây dựng phát triển xã hội, nguyên tắc đối nhân xử thế. Chúng ta có thể dùng lời lẽ và dẫn chứng để chứng minh cụ thể. Các em ta có rất là nhiều dẫn chứng trong gia đình chúng ta, ngoài xã hội, trong nhà trường nhân dân, rồi trong lịch sử, trong lao động sản xuất. Chúng ta có thể tìm rất là nhiều dẫn chứng các em để thấy được cái giá trị của câu tục ngữ này. Các em thấy là mình sinh ra, mình được cái hình hài như ngày hôm nay, mình được ăn no mặc ấm, mình được học hành tử tế thì nhờ ai? Nhờ công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ nè. Rồi ngày hôm nay là mình gì? Biết đọc nè, biết viết nè, rồi có được một cái tri thức cơ bản để gì? Đi vào cuộc sống thì nhờ ai? Đó là nhờ công lao dạy dỗ của thầy cô. Hoặc là các em gì hôm nay là được gì? Sống một cuộc sống tự do, bình yên, rồi được học hành, được vui chơi, được phát triển một cách toàn diện, người nhân dân. Thì các em thấy là đất nước của chúng ta được thanh bình ngày hôm nay là nhờ ai? Nhờ công lao của các vị anh hùng đã có công gì đối với đất nước ta, đã bỏ ra xương máu để đổi lấy cái nền hòa bình, độc lập, tự do, để hôm nay các em có thể là ngồi học chơi, rồi nhân dân, để các em có điều kiện để mà phát triển một cách toàn diện. Giống như là gì, nói như Bác Hồ nói vậy đó, vua Hùng thì có công dựng nước, thì bác cháu ta thì phải cùng nhau xây dựng đất nước. Các em đã thừa hưởng trên cơ sở nguyên tắc đó, chúng ta thừa hưởng thì ngoài cái sự biết ơn ra thì chúng ta phải có những cái hành động cụ thể các em nhé. Chúng ta phải như thế nào? Phải phát huy lên, chúng ta phải bảo tồn những cái giá trị mà ông cha ta đã tạo ra.
Rồi chúng ta phải phát huy lên, chúng ta phải cố gắng học tập để mà gì phát triển đất nước ngày một tiến bộ hơn. Rồi phơi phán những kẻ trong ân bội nghĩa, ăn cháo đa bát. Thì xã hội thì có rất là nhiều cái, nói chung là nhiều người mà đã gọi là xã hội thì có người dạy người khác. Người thì sống luôn lấy cái chuẩn mực đạo đức dân tộc là nền tảng, nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có những cái người mà sống cũng chưa có thực sự đúng với cái đạo đức của dân tộc. Thì những người này người ta gọi là vong ơn bội nghĩa. Có khi chúng ta nhận ơn của người khác hay chúng ta thừa hưởng những cái mà người khác đã để lại, nhưng mà không biết ơn, không biết ơn, mà gọi là cái hành vi là ăn cháo đá bát, qua cầu rút giá. Thì cái những cái hành vi này chúng ta cần phải gì lên án, phơi phán nghiêm túc để mà gì sửa chữa, để chúng ta xây dựng một cái con người hoàn thiện, để chúng ta xây dựng một cái xã hội tốt đẹp. Thì chúng ta phải phơi phán những cái hành vi đó các em nha. Bài phần kết bài thì khẳng định truyền thống tốt đẹp và nêu ý nghĩa của câu tục ngữ đối với ngày hôm nay: sống và làm việc phải theo đạo lý. Tóm lại là chúng ta phải sống và làm việc theo đạo lý. Đó là cái phần mà chúng ta đi vào cái dàn ý đó các em. Cô làm rõ thêm cái vấn đề đó cho các em. Chúng ta sẽ chuyển qua cái bước thứ ba, đó là chúng ta viết bài. Thì ở đây cô sẽ có những cái hướng dẫn để các em tập viết cái đoạn mở bài và những cái đoạn mở bài tham khảo. Chúng ta viết cái đoạn mở bài nè. Chúng ta sẽ có cái đoạn tham khảo như thế này trên màn hình đó các em. Đi từ cái chung đến cái riêng, rồi đi từ cái gì thực tế đến cái đạo lý. Đây là cái đoạn mở bài tham khảo. Các em có thể tham khảo cách viết, và có nhiều cách viết khác. Bởi vì văn thì nó không có theo cái khuôn mẫu nào hết, mỗi em có một cái cách viết khác nhau. Nhưng mà cách viết nào ở cái phần mở bài này các em nêu được cái gì, cơ sở ban đầu của nó đó là về tục ngữ, rồi các em phải giới thiệu được cái câu tục ngữ đó là cái vấn đề nghị luận. Cái vấn đề nghị luận các em phải nêu được ở phần mở bài, và các em phải tóm lại được cái nội dung của cái câu tục ngữ này ở phần mở bài, tóm lược ngắn gọn, xúc tích cái câu tục ngữ. Như vậy là chúng ta đã đi vào cái giới thiệu được về cái vấn đề nghị luận ha các em nha. Có nhiều em thì khi mà làm bài viết xong chấm bài thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Các em viết, các em đi lòng vòng giới thiệu tùm lum hết trơn, nhưng mà các em lại không giới thiệu cái vấn đề nghị luận. Mà cái vấn đề nghị luận ở đâu? Nó nằm ở cái nội dung của cái đề bài. Đó là gì? Đó là câu ca dao, câu tục ngữ hay là cái câu nói gì đó. Các em phải dẫn chứng vô, các em phải dẫn vô cái mở bài của mình thì nó cái đề bài của mình mới đầy đủ các em nhé. Chúng ta chú ý cái chỗ đó. Chúng ta nói, chúng ta dẫn chắc không, mà chúng ta không nêu vấn đề nghị luận thì nó cũng cái đề bài của mình nó cũng thiếu, nó cũng chưa có hoàn chỉnh. Hai cái cách viết: đi từ cái chung đến cái riêng, đi từ thực tế đến đạo lý. Đây, một cái cách viết mở bài bằng cách đưa ra những câu có nội dung trái ngược để dẫn vào cái vấn đề nghị luận. Đây là một cái cách viết sáng tạo. Đối với những em mà có cái năng khiếu văn học một tí thì các em sẽ vận dụng. Ví dụ như là chúng ta sẽ đi những cái từ những cái vấn đề mà nó trái ngược với cái nội dung của câu tục ngữ, rồi các em sẽ đi vào giới thiệu câu tục ngữ của chúng ta. Như vậy thì nó sẽ gây ấn tượng được cho cái người đọc, và cái bài văn của chúng ta cũng sẽ hay hơn các em nha. Chúng ta có các cách mở bài như thế. Mở bài trực tiếp, đi thẳng vào. Đây là dành cho các em trung bình yếu mà. Nhân dân ta thường nhắc nhở nhau uống nước nhớ nguồn. Truyền thống đạo lý ấy có ý nghĩa như thế nào đối với bản thân mỗi chúng ta? Rất ngắn gọn nhưng mà nó cũng đầy đủ. Thì các em không có cái năng lực mà viết hay như các bạn thì các em có thể đi vào ngắn gọn như thế này. Chúng ta cũng đã đi vào mở bài được rồi các em nhé. Mở bài trực tiếp nè.
rồi mở bài bằng cách là đưa một câu tục ngữ có nội dung tương tự. Hồi nãy thì mình đưa câu trái ngược, bây giờ có nội dung tương tự đây, cách là viết gián tiếp đó nha. Phần thân bài, phần thân bài thì cô sẽ các em sẽ triển khai, triển khai nè. Ở đây là cô cho các em xem cái tham khảo thôi. Cô không đọc hết tham khảo. Các em cách viết bài của người ta như thế này, cũng rất là ngắn gọn nha. Thì nói chung đề bài tham khảo thì thật ra thì đôi lúc từ những cái bài đó nó hơi hoàn chỉnh tí thôi, chứ không phải nói vậy hay nhất. Bởi vì mỗi người có một cách viết khác nhau, chưa chắc rằng cái bài tham khảo đó đã hay hơn các em viết ha. Vì thế nên là các em là gì, đọc bài của người khác để tìm những cái ưu điểm trong cái bài viết của người khác, những cái bài tham khảo để mà chúng ta học hỏi theo. Còn những cái hạn chế thì chúng ta cố gắng tránh, và chúng ta gì có một cái cách viết riêng của mình, thì như vậy sẽ tạo ấn tượng được, cái ấn tượng cá nhân và cái ấn tượng cho người đọc cũng như là cho giáo viên khi mà chấm bài hay đọc bài của các em. Và đây là cái viết bài tham khảo. Về thân bài là dùng các phép lập luận, chứng minh, giải thích, phân tích, tổng hợp. Như nãy là phần thân bài chúng ta đi vào như thế nào, giải thích, nghĩa đen, nghĩa bóng. Rồi chúng ta tìm lý lẽ, dẫn chứng, khẳng định cái đúng, cái sai. Rồi nhân dân. Đây là kết bài, có hai cái cách viết, đi từ nhận thức tới hành động. Rồi cách thứ hai là kết bài có tính chất tổng kết. Đó, đây là cái cách viết tham khảo, cái bài viết tham khảo, cái đoạn văn tham khảo của phần kết bài mà cô cho các em xem. Các em xem nha. Kết bài có tính chất tổng kết liên hệ. Đây là cái sơ đồ tư duy. Viết bài xong và một cái bước cuối cùng trong cái cách làm bài văn này đó là chúng ta như thế nào? Đọc lại và sửa chữa. Đọc bài viết rồi sửa chữa. Cái này cô cũng nhắc luôn, hầu như là làm bài các em chủ yếu là khi cho bài viết trên lớp là cô không thấy các em làm theo từng từ các bước như thế này. Các em đi vào là các em viết luôn, thậm chí các em không có đưa ra cái dàn ý chi tiết, các loại dàn ý đại cương gì để mình căn cứ vào đó để viết. Vì thế nên là khi mà viết bài các em rất nhiều bài mắc nhiều cái lỗi. Thứ nhất là về lỗi gì, thiếu ý. Là lý do là các em không có đưa ra đầy đủ nên là các em viết thiếu ý. Rồi các em gì viết là gì chưa có đúng câu, rồi chưa có tách đoạn nhân dân, rồi các em chưa có gì chấm phẩy, hay là nói chung là về dấu câu các em còn thiếu sót rất là nhiều, và thậm chí thì cái sai chính tả các em viết sai rất nhiều. Thì cái yêu cầu của cô là khi các em viết là các em xong rồi các em phải đọc lại bài nha, đọc lại bài và chúng ta sửa chữa. Và nếu như mà có thời gian thì các em nên khi làm bài các em phải làm cái dàn ý trước để tránh những cái lỗi mà thường gặp khi viết bài, lỗi diễn đạt nhân rất là nhiều thứ. Đây là cái sơ đồ tư duy của chúng ta là hoàn thành bước thứ tư. Như vậy các em sẽ còn cái phần tiếp theo là chúng ta sẽ gì đi vào cái ghi nhớ. Ghi nhớ thì cái phần này cô không có nói lại ha. Các em xem cái ghi nhớ trong sách giáo khoa rồi về nhà học thuộc cho cô, bởi vì trong cái ghi nhớ đó nó có cái dàn ý, có bố cục mở bài, thân bài, kết bài và cách viết như thế nào. Chúng ta sang 3 năm ạ, luyện tập cái đề bài tinh thần tự học.
Về cái đề bài tinh thần tự học này, về cái phần tìm hiểu đời, cô gợi ý cho các em luôn. Đề bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lý nè. Đề bài thuộc dạng mở, không có mệnh đề. Về tìm ý thì thế nào là học, thế nào là tự học, tự học có ý nghĩa như thế nào, cần có tinh thần tự học ra sao, thực tế còn học sinh thiếu tinh thần tự học không, biểu hiện ra sao, em biết những tấm gương tự học nào. Đó là phần tìm hiểu đề, tìm ý rồi lập dàn ý. Đây cô sẽ phần luyện tập thì chúng ta có cái đề đó ha, chúng ta có những cái gợi ý. Gợi ý là giải thích rõ thế nào là tự học và cần có tinh thần tự học như thế nào. Thì thực hành là chúng ta sẽ đi vào nhóm, tìm ý và viết phần. Mở bài thì có thể là nhóm 1, tìm ý và viết phần thân bài nhóm 2, tìm ý và viết phần kết bài nhóm 3. Đây là cái dàn ý mà cô cho các em tham khảo. Thứ nhất, mở bài giới thiệu về tinh thần tự học và tư tưởng chung của nó. Phần thân bài giải thích thế nào là học và tự học. Rồi hai của phần thân bài là ý nghĩa của tinh thần tự học. Tự học giúp ta tiếp thu tri thức và từ nhiều lĩnh vực khác nhau, giúp ta chủ động học tập, tìm ra phương pháp phù hợp. Rồi ba là cần có tinh thần tự học như thế nào, học mọi lúc, mọi nơi. Bốn là nêu một số tấm gương của tinh thần tự học như Bác Hồ, những nhà khoa học. Năm, phê phán thái độ ỷ lại, thiếu tự lập của một số học sinh ngày nay dẫn đến tình trạng rỗng kiến thức. Kết bài khẳng định ý nghĩa của tinh thần tự học trong thời gian trong thời đại hiện nay. Thì đó là cái dạng ý tham khảo cô cung cấp cho các em. Các em có thể là làm chi tiết hơn, mà làm chi tiết hơn thì các em triển khai bài viết nó sẽ rõ ràng hơn. Đây là cái sơ đồ tư duy. Thì cái tiết học của chúng ta kết thúc. Qua cái dàn ý của phần luyện tập đó thì các em có thể về nhà viết đoạn văn cho cô. Các em nào mà khá trở lên thì chúng ta có thể viết cái đoạn thân bài. Còn những em trung bình yếu thì chúng ta có thể viết cái đoạn gì, mở bài và kết bài, và các em tập viết ha. Và tới giờ sau và chúng ta sẽ có cái bài viết hai tiết. Rất mong là các em hợp tác và viết và nộp bài cho cô đầy đủ. Các em có thể nộp lên Zalo hay là Facebook, là trang cá nhân hoặc là trang của cô, của trường, để cô có thể là gì chấm bài của các em trong cái thời gian khó khăn này. Tiết học kết thúc, tạm biệt các em. Chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em trong giờ học sau. Cô chào các em. Thank you.